Em về trước đi. Anh ở lại, hỏi thăm anh em công nhân một chút, rồi anh về sau. Hay là để em ở lại với anh nhá? Không cần đâu. Buổi trưa anh ở lại để trao đổi thêm một vài vấn đề với giám đốc kỹ thuật. Em cứ về trước đi, rồi đầu giờ chiều thay anh tiếp đối tác nhé. Dạ. Thưa chủ tịch, lẽ nào anh vẫn chưa hài lòng với chất lượng công trình ạ? Không phải. Cả về tiến độ lẫn kỹ thuật đều ổn. Chỉ có một vài lỗi nhỏ không đáng nhắc tới. Tuy nhiên anh vẫn muốn nó hoàn thiện hơn. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. À, em cầm lấy. Rồi chiều anh bắt xe công nghệ về cũng được. Dạ thôi, em tự bắt xe về được mà. Cầm lấy, mấy cái chuyện này anh quen rồi mà. Cầm lấy. Dạ vâng. Vậy em xin phép về trước. Chào chủ tịch ạ. Kìa chị, chị có làm sao không? Tôi không sao. Tôi thấy chị không được khỏe đâu. Để tôi đi ra kia ngồi nhá. Tôi cảm ơn cậu. Đi. Đây, chị ngồi tạm ở đây. Chị mệt như thế này, sao không nghỉ đi ạ? Cậu là công nhân mới à? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? À, vâng, tôi là người mới. Tôi bị huyết áp thấp nên hay bị thế này lắm. Mà công việc của tôi ấy, cứ mệt là nghỉ thì kiếm sao nổi bát cơm mà cậu. Con gái tôi lại còn đang đi học nữa. Vậy thì chị kiếm việc khác mà làm. Chứ tôi thấy việc này vất vả lắm, không phù hợp với chị đâu. Giám đốc ở đây tốt bụng lắm, biết tôi ốm yếu cho nên giao cho mấy việc nhẹ nhàng. Toàn là thu gom rác mang ra ngoài công trường thôi, có gì nặng nhọc đâu. Chị làm gì vậy? Tôi đỡ nhiều rồi, đi ra đổ nốt xe rác kia đã. Thôi, chị cứ nghỉ ngơi đi, để tôi làm hộ cho. Thế anh không phải làm việc của mình à? À, tôi mới xuống, nhưng chưa có việc gì cụ thể chị ạ. À? Thế thì cảm ơn cậu nhiều nhá. Mà rác ở công trường mình đổ chỗ nào thế chị? Cậu đi ra ngoài, rẽ phải ấy, có bãi rác ở đấy. Chiều nay xe rác người ta đến gom rồi, cho nên bọn tôi mới phải tranh thủ đưa rác ra ngoài. Thế chị cứ ngồi nghỉ ngơi đi, tôi đi đổ hộ cho. Anh này, nhớ đổ đúng bãi hộ tôi đi nhá. Tôi nhớ rồi. Mũ của chị này. Tôi cảm ơn. Ngồi đi nghỉ ngơi đi. Không hiểu anh nghĩ gì. Chưa đến nơi, không đi tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi, lại đi mò xuống cái chỗ bẩn thỉu này. Em tưởng là anh muốn à? Tình thế bắt buộc thôi. Thế anh đường đường là giám đốc cơ mà, ai bắt buộc được anh? Em làm ơn, hiểu chuyện giúp anh tí. Công ty này là do bố anh thành lập cho anh, đi vào hoạt động chưa được bao lâu cả. Tất cả đều phải phụ thuộc vào ông ấy đấy. Vậy thì liên quan gì ở đây? Sắp tới anh có hợp đồng xây dựng trung tâm thương mại cho tập đoàn ABA. Bố anh muốn anh tranh thủ dự án này nên bảo anh qua đây học hỏi. Em hiểu chưa? Vậy thì anh cứ nói dối là qua rồi đi. Cần gì phải xuống tận nơi như vậy? Xin lỗi, tôi không để ý. Mắt mày mù à? Đã bực kìa chứ. Này, mày thái độ gì đấy? Người ta đang khinh thường anh đấy. Nhìn qua là thấy rồi, cần gì phải hỏi. Thằng kia, mày đứng lại. Có chuyện gì vậy? Mày vừa thái độ gì đấy? Cậu nói gì tôi không hiểu. Mày suýt đâm vào tao, làm tao giật mình, mà mày còn bố láo à? Tôi không cố ý. Tôi cũng xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn cái gì nữa? Mày xin lỗi tao á? Thế tao đã đồng ý cho mày xin lỗi chưa? Mà mày đòi đi. Chuyện cũng chưa có gì cả, có nhất thiết cậu phải làm căng lên như thế không? Này ông kia, hình như ông làm công nhân ở trong này à? Thế ông có biết thân phận của người yêu tôi như thế nào không mà ông dám thở ra câu đấy? Ông nghĩ nếu ông để xảy ra chuyện rồi ấy, thì ông còn đứng ở đấy nói nhảm được à? Vậy hai người muốn thế nào?
Này, tâm trạng của tao rất là không tốt. Bình thường những lúc như thế này á, mà đứa nào chọc vào tao á thì chỉ có tập xác định thôi. Thế nhưng mà mày là cái thằng công nhân quèn, thân phận thấp hèn, tao cũng lười động vào để bẩn tay đấy. Thôi thì quỳ xuống xin tao đi, tao tha cho. Này, cậu đừng khinh người quá đáng. Mày vừa nói gì á? Khinh người quá đáng á? Cái loại người như mày á, chưa đủ tuổi để bố mày khinh đâu. Mày hiểu chưa? Ăn nói giữ mồm giữ miệng, không ngày này sang năm á là ngày xanh cỏ của mày đấy. Chán anh thật đấy. Giám đốc kiểu gì mà dạy dỗ một thằng công nhân cũng không xong. Đứng lại. Này, tôi nhìn cậu đủ rồi đấy. Mày nhìn tao đủ rồi á? Mày nhìn lại bản thân mày xem, nghèo hèn, nó đã thấm vào từng chân tơ kẽ tóc của mày rồi. Mày lấy tư cách gì để mày nhịn tao? Hả? Cậu à? Câm mồm. Cái thứ như mày á, tao bóp chết cả trăm thằng. Liệu hồn mà cư xử. Này, tôi nhìn cậu đủ rồi đấy. Có mỗi một câu thôi mà mày nói đi nói lại mày không chán à? Mày không nhịn, mày làm gì mày làm đi. Mày ăn đấy. Cậu thử đoán xem, xem tôi sẽ làm gì. Hôm nay tao đang có việc, tạm tha cho mày đấy. Sau này ra đường á, mở to cái mắt ra mà nhìn. Đi em. Rồi rồi, tôi sẽ qua sau. Vào đi. Chủ tịch, anh cho gọi em ạ. Ừ. Dự án sắp tới, em chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ, thông tin về nhà thầu và các điều khoản trong hợp đồng em đã chuẩn bị rồi ạ. Chủ tịch xem qua rồi quyết định đi ạ. Có phải đối tác lần này là do chú Hiếu đề cử đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Là công ty PJ do con trai chú ấy thành lập. Nhưng mà chủ tịch yên tâm, em cũng đã tìm hiểu kỹ rồi ạ. Tuy là công ty mới nhưng rất có tiềm lực, cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà tập đoàn mình đề ra nên em mới nhận đấy ạ. Anh hiểu tính chú Hiếu mà. Chú ấy là đối tác lâu năm, làm việc lại cẩn thận. Dạ vâng. Vậy anh xem qua hợp đồng đi ạ. Em và chú Hiếu là hai người anh rất tin tưởng. Em lên lịch rồi anh ký hợp đồng là được. Dạ, chủ tịch không cần xem qua thật ạ. Nay tâm trạng anh không được tốt, cảm thấy hơi mệt. Em làm luôn hộ anh nhé. Dạ vâng, vậy em xin phép ạ. Ừ. Chủ tịch Dương này, không biết ở dưới này có cái vấn đề nào chưa vừa lòng anh không ạ? Như vậy là ổn rồi. Anh làm tốt lắm, cuối năm nhất định tôi sẽ tăng thưởng. Cảm ơn anh, đây cũng là trách nhiệm của tôi thôi ạ. Chủ tịch, anh còn điều gì khó nói đúng không ạ? Chuyện của chị Phương Anh ấy, tôi nghe thấy bảo hoàn cảnh nhà chị ấy tương đối khó khăn, chắc anh cũng biết chứ. Phương Anh? Có phải chủ tịch muốn nói đến chị Phương Anh ở bên bộ phận lao công đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, báo cáo anh, tôi cũng có điều tra qua về gia cảnh của chị ấy, cũng biết là hoàn cảnh chị ấy rất là khó khăn. Thế nên là chúng tôi cũng đã hỗ trợ ít nhiều về mặt công việc và tài chính cho chị ấy ạ. Anh làm tốt lắm. Thế nhưng mà bệnh tình chị ấy như vậy thì tôi nghĩ chị ấy làm ở dưới này không được ổn cho lắm đâu. Thế chủ tịch định thế nào ạ? Anh sắp xếp người làm thay chị ấy đi. Tôi sẽ bảo phòng nhân sự cho chị ấy về trụ sở làm. Dù gì ở trên đấy cũng đang thiếu lao công. Thế thì hay quá anh ạ. Tôi sẽ thông báo cho chị ấy ngay. Chắc là chị ấy mừng lắm anh ạ. Được rồi, anh vào làm việc đi. Bây giờ tôi phải đi gặp đối tác để ký hợp đồng rồi. Vâng, xin phép chủ tịch ạ.
Alo, em gửi cho anh địa điểm nhá. Được rồi, cứ bình tĩnh. Thế anh đến trước cũng được. Ừ, thế nhá. Chán anh thật đấy. Hôm nay bảo đưa em đi mua sắm cơ mà. Sao lại đến đây làm gì? Còn sớm mà. Đợi anh ký xong hợp đồng, anh đưa em đi ăn mừng cả thể. Có phải là hợp đồng gì đó với tập đoàn ABA không? Em làm vợ tương lai của anh kiểu gì ấy? Ý anh là gì? Nếu em muốn lấy anh làm chồng thì ít ra là em cũng phải hiểu cái công việc của anh nó như thế nào chứ. Đằng này em cứ như người rời ấy, anh chả hiểu kiểu gì cả. Gia tài nhà anh lớn như vậy thì cần gì làm? Với lại anh muốn thì thuê người là được, chứ đừng bảo em động đến mấy thứ đó, đau đầu bố ra. Thôi được rồi, chẳng phải nãy em đang ở đây với anh rồi còn gì. Vậy thì lát nữa em biểu hiện cho tốt vào. Nếu mà không lấy được hợp đồng này á, kiểu gì bố anh cũng thu lại công ty cho mà xem. Em chả hiểu bố anh kiểu gì. Anh là con ruột mà nhiều khi em còn tưởng anh là con ghẻ chứ. Em thì hiểu cái gì. Bố anh bươn trải thành công cho đến ngày hôm nay. Nếu mà ông không như vậy thì làm sao mà thành công được. Vâng, em hiểu rồi. Anh ơi, anh nhìn xem ai đến với chúng ta thế này. Ồ, sao cái thằng khổ xách áo ôm này lại có mặt ở đây nhỉ? Này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi chưa đụng chạm gì đến cậu đâu. Không đụng chạm á? Mày biết đây là chỗ nào không? Mà mày vác cái bản mặt bẩn thỉu của mày vào đây. Hai người vào được, sao tôi lại không? Ông nghèo quá, đi sinh ra ảo tưởng à? Ông nhìn lại cái mặt ông xem, bần hèn đến từng chân tơ kẽ tóc. Ông lấy tư cách gì mà đánh đồng với bọn tôi? Hai người ăn nói cho cẩn thận, nếu không thì đừng trách tôi. Anh có nghe cái gì không? Nó đang hăm dọa chúng mình đấy. Thằng Ôn, mày vừa thở ra câu gì đấy? Để tôi yên đi. Mày muốn chết đúng không? Thằng Ôn này, mày biết tao là ai không? Cậu thiếu văn hóa như thế, tôi quan tâm làm gì? Mày được lắm. Hôm nay tao bận việc đại sự, chứ không thì mày chết với tao. Tôi nghĩ nếu cậu còn đứng đó nói nhảm nữa thì người thiệt thòi sẽ là cậu đấy. Anh sao vậy? Một thằng công nhân quen thôi mà, không làm gì được à? Chẳng qua đang bận việc đại sự nên anh tha cho nó thôi. Mày cứ đợi đấy, tao biết chỗ mày làm rồi, tao sẽ cho người xử đẹp mày. Ô, mà sao đối tác gì đó của anh lâu đến đấy? Anh cũng không biết được. Dạ thưa Kỳ Nhiên. Dạ chủ tịch, anh đến lâu chưa ạ? Anh cũng vừa mới tới thôi, em ngồi đi. Dạ vâng. Ô, anh Long, con bé kia và trả thằng công nhân kia là gì vậy? Anh Long, anh qua bên này ngồi đi ạ. Chuyện này... Em đừng có nói với anh, cậu ta là giám đốc công ty PJ đấy nhá. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không lẽ hai người biết nhau ạ? Dạ thưa Kỳ Nhiên, anh này là ai vậy ạ? Đây là anh Dương, chủ tịch tập đoàn ABA. Hôm nay anh ấy tới đây là để ký hợp đồng với bên anh đấy. Thân phận thấp kém như tôi thì làm sao ký nổi với hợp đồng của công ty cậu ta. Buổi gặp mặt hôm nay hủy đi. Dạ thưa chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Dạ chủ tịch Dương à, anh nghe tôi giải thích đã. Qua từng ấy chuyện đã khiến tôi có cái nhìn quá đầy đủ về cậu rồi, cậu không cần phải giải thích nữa. Dạ thưa chủ tịch, thưa anh, dù sao đây cũng là hợp đồng do chú Hiếu đề cử, anh có thể nào nói rõ nguyên nhân được không ạ? Em có nhớ cái hôm anh và em xuống khảo sát công trình, hôm mà anh bảo em về trước ấy, em nhớ không? Dạ có, em nhớ ạ. Hôm đó anh may mắn gặp được cậu ta,
Và cuối cùng, dạ chủ tịch Dương, là do tôi có mắt như mù, là do tôi bồng bột, mong anh thông cảm cho ạ. Như vậy đã đủ lý do để em nói lại với chú Hiếu chưa? Dạ vâng, thưa chủ tịch. Anh đi trước đây. Dạ. Dạ thưa Kỳ Nhiên, mong cô nể mặt bố tôi, nói đỡ với chủ tịch Dương giúp tôi một lời được không ạ? Sau tất cả những gì anh gây ra, anh nghĩ là tôi có thể nói đỡ được cho anh nữa à? Chủ tịch bên tôi nể mặt bố anh, tạo điều kiện cho anh, nhưng chính thái độ ngạo mạn, thích xem thường người khác của anh đã đạp đổ đi cơ hội của anh đấy. Anh nên tự trách bản thân của mình thì hơn. Chào anh. Sao vậy? Không có hợp đồng này thì kiếm hợp đồng khác. Anh lo gì? Cô câm mồm. Cút đi cho tôi. Anh nói cái gì cơ? Cút. Tôi không cần cái loại đàn bà không có não như cô.